mày đã ngủ thế? Này, bà đi đâu ấy? Tôi đi làm. Làm gì? 10 giờ đêm mà còn làm gì? Này, cái thứ đàn bà con gái cứ đêm hôm mới vác chân ra khỏi nhà thì chỉ có vớ vẩn thôi, cứ liệu hồn ấy. Tôi nói cho ông nghe nhé, nguyên cái tháng dịch ông ở nhà, tôi mà không lê cái thân này ra ngoài đường ấy, cả cái nhà này lấy cái gì mà đổ vào mồm? Nhưng mà đây là do Covid chứ không phải do tôi đâu. Ông lười thì ông nhận luôn đi, cái loại đàn ông á không có chí tiến thủ. Này, cái loại vợ đâu mà cứ mở mồm ra là khinh chồng ấy à? Mày cứ cẩn thận đấy. Tôi thích thế đấy. À, mày có câm ngay cái mồm đi không? Tao tát cho rơi răng ra bây giờ. Tôi lại thách cả lò nhà ông đấy. Mày thách nhỉ? Ôi. Tôi xem phim ít thôi nhá. Tôi cũng không có đánh ông thì thôi nhá. Ông mở đánh ai? Thế bây giờ ông tính thế nào? Dạ thì sáng ngày mai em đi xin việc sớm. Trong tuần này là hứa có việc mới được chưa? Nhớ cái mồm đấy nhá. Mà không xin được việc ấy, đừng có mà mò về đây. Dạ. Dạ em gửi anh ạ. Thế cậu có thể cho tôi biết lý do cậu ứng tuyển vào công ty này không? Dạ thì em cần việc thôi ạ. Thế à? Thế tại sao chúng tôi phải thuê cậu nhỉ? Tại vì anh cần người. Xem ra cậu cũng có tính hài hước đấy nhỉ? Vâng, ngày xưa mà bố mẹ em chịu đầu tư khéo khi, bây giờ em đang có một chân ngon trong rạp xiếc Trung ương đấy chứ. Này, đề nghị cậu nghiêm túc nhá. Đây là đi phỏng vấn chứ không phải là đi diễn hài. Vâng, em xin lỗi anh ạ. Tôi thấy cậu ứng tuyển hẳn vào vị trí phó tổng giám đốc. Thế cậu nghĩ cậu phù hợp với công việc này? Ôi thôi, quá phù hợp ấy chứ. Gì chứ, điều hành đối với em nó lại là nghề luôn. À, thế cậu thử trình bày rõ hơn cho tôi xem nào. Ê anh ơi, này nhá, ngày xưa ở dưới quê ấy, em là điều hành cả nghìn con vịt. Cứ sáng em lùa đi, tối em lại lùa về. Em cho ăn mới được ăn, em cho mới được. Này, tôi không đùa với nhà cậu đâu nhá. Công ty này là công ty điều hành con người nhá, chứ không phải là cái trại gia súc gia cầm nhà cậu, nghe chưa? Vâng ạ, anh thông cảm ạ, em rút kinh nghiệm ạ. Thôi được rồi, tôi hỏi cậu câu cuối đây. Nếu cậu được nhận vào công ty này thì mức lương mong muốn của cậu là bao nhiêu? Thì 50 triệu đi ạ. 50 triệu ạ? Lý do tại sao lại là 50 triệu nhỉ? Dạ, thì em cũng có biết đâu, con vợ em dặn như thế nào thì em nói thế ạ. Nó bảo là nếu như mà một tháng không kiếm được 50 triệu ấy, thì cút ra khỏi nhà. Thế thì trước khi cậu cút ra khỏi nhà nhá, là cậu đã phải cút ra khỏi một số chỗ nhá. Chỗ gì anh, chỗ nào ạ? Cút ra khỏi phòng tao nhá. Thằng điên. Anh chào mừng anh mới về ạ. Ôi, chồng về rồi đấy à. Thế xin được việc chưa? Mình xem nhà mình còn cái vali nào không. Mình cho anh xin một cái. Anh sắp quần áo anh đi. Thế là trượt rồi à? Thế làm sao mà ông để trượt? Ôi, thì anh có biết đâu. Bây giờ người ta hỏi gì anh trả lời đấy. Này, người ta còn chửi mình là bị điên. Ngu, tốt lắm thôi. Ông đi phỏng vấn phải chém gió vào. Người ta có biết đâu. Đằng này người ta hỏi gì trả lời nấy thẳng như ruột ngựa thì làm sao mà được vào. Thì bây giờ mình phải dặn anh trước chứ. Mình không dặn anh thì làm sao mà anh biết được. Bây giờ thế này nhá. Tôi chỉ ông này. Ông xem cả cái Hà Nội này, có cái trường đại học nào mà to nhất ấy, danh giá nhất ấy, ông ghi vào hồ sơ cho tôi. Được chưa? Mà cái ông nào to nhất ở đấy ấy, ông cứ giả nhận là người nhà cháu chắt con cái đại loại các kiểu vào. Rồi, thế anh hiểu rồi. Nhưng mà làm thế để làm gì ạ? Đại ngu. Rất ngu. Mà phải nói là đại ngu luôn. Nhất quan hệ, nhì tiền tệ, cái thứ ba mới là cái này. Trí tuệ nhá. Này, anh phải công nhận là vợ anh cái gì cũng biết. Đúng là tuyệt vời đấy. Thế là vợ vào dọn cơm cho anh xin bát, anh đi cho sức khỏe. Lại còn đòi ăn nữa. Đi xin việc đi. Hôm nay ông mà không xin được việc nhá, tôi đuổi luôn. Dạ. Không dọa gì nữa. Đi. Wow, quả là nhân tài, tốt nghiệp tận 20 trường đại học cùng một lúc. Dạ. Đã thế lại còn toàn là bằng giỏi nữa, thật là đáng nể. Dạ anh ơi, có cái gì đâu, còn mấy trường quốc tế mời em sang học có học bổng luôn mà em có thèm đâu. Riêng ở cái đất Hà Nội này nhá, tất cả những giáo sư tiến sĩ ai em chả biết. Thật à? À, cậu có biết thầy Tú không?
giáo sư Tú mà dạy môn phối giống vật nuôi ấy, bây giờ đang làm chủ tịch tập đoàn công ty ấy. Biết chứ. Thầy Tú em học thầy mẹ, học trò cưng luôn, tuần nào chỉ đến ăn cơm. Thế à? Tôi cũng là học trò của thầy đấy. Mà sao tuần nào cũng sang nhà thầy chơi không thấy cậu nhỉ? Chắc là tại anh em mình chưa có duyên. Chắc thế rồi. Mà người nhà cả ấy mà. Cậu không cần phải phỏng vấn nữa. Mày làm luôn. Sợ với em cảm ơn anh nhá. Thầy ạ. Em chào thầy. Mà cũng vừa đúng. Có học trò cưng à? Đâu rồi? Vâng, em chào thầy, chào thầy. Chào em. Đấy, thầy nhận ra ai chưa? Tôi nhắc ra rồi. Quen đúng không? Quen. Thầy cứ yên tâm. Em vừa mới sắp xếp cho cậu ấy vào một cái vị trí cao trong công ty em rồi. Toàn người nhà cả mà. Thầy không cần phải khách sáo đâu. Này Điền. Cái cậu này nhá, vừa nộp hồ sơ bên kia, bố láo đúng cách, tôi đã đuổi rồi. Thân thích cái gì? Ôi ui, thầy. Anh ơi, thế là từ mai em có còn được đến đây làm không ạ? Làm ăn cái gì? Chị cút. Vừa ba. Ông Bình được bao giờ ấy? Thế ông xin được việc chưa? Này, để tôi thông báo cho bà một việc nhá. Bắt đầu kể từ ngày hôm nay, trong cái nhà này tôi luôn là người đúng, còn bà luôn luôn sai, biết chưa? Ái chà, nay cao giọng đi nhờ. Chắc xin được việc rồi hả? Không. Ý của anh là từ giờ ấy, em cứ việc sai anh, còn anh thì cứ đúng giờ anh làm thôi ạ. Anh đã toàn tâm toàn ý ở nhà nội trợ cho em rồi. Thế có nghĩa là là thế đấy. Ôi trời ơi, chồng ơi là chồng. 50 triệu đi ạ. 50 triệu ạ. Lý do tại sao lại là 50 triệu nhỉ? Thì em cũng có biết đâu. Con vợ em dặn như thế nào thì em nói thế ạ. Nó bảo là nếu như mà một tháng không kiếm được 50 triệu ấy, thì cút ra khỏi nhà. Thế tôi nghĩ ấy, là trước khi cậu cút ra khỏi nhà ấy, là cậu cút ra khỏi một số chỗ khác ấy, nhá. Cút ra khỏi đâu anh? Là cút ra khỏi phòng tao. Rơi râu. À, lại nha. Ok. Lại từ chỗ. Thế là cút ra khỏi đâu, là cút ra đâu anh? Được chưa? Được. Là cút ra đâu anh? Là cút ra khỏi phòng tao. Thằng điên.